Đúng là không có gì bằng tranh tủ. Wow, ở đây nhiều trang trí quá mọi người ơi. Này, công nhận nhìn trông đẹp ghê luôn á. Đây, đây, bây giờ Bích sẽ kéo Jason chụp cho Bích một kiểu ảnh ở đây. Chào mọi người, cảm ơn mọi người đã tới với kênh Bích Vlog ở Mỹ. Mọi người ơi, hai vợ chồng Bích là đang đi ra ngoài để mua một số đồ. Giáng sinh thì cũng đã tới gần, rất là gần rồi. Thế nên là hai vợ chồng Bích ngày hôm nay là nhất quyết phải đi ra ngoài để mua một thứ hết sức là đặc biệt. Thứ này sẽ giúp cho truyền thống của gia đình Bích được tiếp nối năm này qua năm khác. Thì đi cùng với cả hai vợ chồng Bích ngày hôm nay thì có một vị khách hết sức là đặc biệt để Bích sẽ cho mọi người coi. Đây chính là vị khách đặc biệt của ngày hôm nay, anh chàng đâu râu. Hôm nay là được ở đâu râu là được đi cùng với cả hai vợ chồng Bích đi mua đồ. Đáng lẽ ra là anh chàng không được ngồi lên phía trước này đâu, nhưng mà mọi người biết sao không, lúc mà cho anh chàng xuống ghế sau để ngồi thì anh chàng đã nhảy qua cả cái hàng rào và nhảy lên phía trước để ngồi cùng với cả Daddy. Thế nên là Bích đành phải chui xuống phía sau ngồi. Lần nào đi cùng với anh chàng này là cũng bị xuống ghế hạng thấp để ngồi, nhường anh chàng ấy ngồi phía trước. Mọi người ơi, hai vợ chồng Bích mới mặc cho đâu trâu một cái bộ ông già Noel để đi chơi cùng với cả hai vợ chồng Bích. Thì ngày hôm nay là hai vợ chồng Bích sẽ đến một cái garden center. Mùa đông thì họ không có bán nhiều cây ở ngoài, nhưng mà chủ yếu là họ sẽ bán những cái đồ trang trí với cả cái gì nữa nhở, với cả những cái cây để trồng trong nhà. Đây rất là nhiều cây. Anh chàng này vừa mới bước vào là đã được rất là nhiều người nhìn. Đây mọi người ơi, đẹp không này? Rất là nhiều đồ trang trí cho lễ Giáng sinh. Lý do mà hai vợ chồng Bích tới đây ngày hôm nay đó là đi tìm một cái ornament, một cái trang trí trên cây thông mọi người, để coi như là kỷ niệm Giáng sinh năm 2002. Năm nào cũng vậy, hai vợ chồng Bích sẽ mua một cái ornament để kỷ niệm Giáng sinh của năm đó. Bây giờ thì tranh thủ là đi mua cái trang trí, thì hai vợ chồng Bích sẽ quay cho mọi người coi là những cái đồ Giáng sinh ở tiệm này họ có nhá. Rất là đẹp luôn á. Đây, họ bán rất là nhiều những cái cây cảnh trong nhà, nhưng mà ngày hôm nay thì hai vợ chồng Bích không đến đây vì để mua cây. Rất là nhiều. Sit down. Joe, come here. Chấn chỉnh lại quần áo thế nào. Lộn xộn quá. Đây. Ở đây họ bán rất là nhiều cây cảnh này. Đây, đây toàn là những cái cây trong nhà. Đây mọi người ơi, rất là nhiều những cái đồ trang trí đẹp. Đây, wow. Đây cái cô thiên thần này giá bao nhiêu đây? 59 đồng. Ở dưới này nữa có rất là nhiều những cái đồ trang trí đẹp. Cái đồ ở đây thì hơi mắc chút xíu mọi người ạ. Mắc hơn là mua ở ngoài, 25 đồng. Rất là đẹp.
Mọi người ơi, Bích vừa phát hiện cái góc này rất là đẹp nhá. Bích vừa mới thấy là có hai mẹ có ba mẹ con người Mỹ là vừa mới chụp ảnh ở đây này. Đó, ra đây chụp ảnh cũng rất là đẹp. Mọi người ơi, bây giờ hai vợ chồng Bích sẽ tranh thủ làm một kiểu ảnh ở đây. Đúng là không có gì bằng tranh thủ. Oh, you look pretty for the picture today. Ok, bây giờ thì sẽ phải tập trung vào công việc mọi người ơi. Ôi dồi ôi, hôm nay Đâu Trâu là được cực kỳ nổi tiếng nhá. Đó, ai cũng thích. Bởi vì anh chàng rất là dễ thương, mặc đồ ông già Noel đó. Đâu Trâu đó mọi người, Đâu Trâu. Everybody love him. Oh, put your head up. Đây, rất là nhiều đồ trang trí đẹp. Quá trời luôn á. Wow, ở khu này đẹp quá mọi người ạ. Đây. Chỗ này ngồi chụp ảnh thì cũng rất là tuyệt vời đây. Họ còn xếp hẳn cái ghế cho mình để mình ngồi đó mọi người. Đẹp quá. Đây, để biết đứng xa xa ra quay cho mọi người coi. Họ làm hẳn thành một cái khu nhà phía bên trong. Thì tẹo nữa thì Bích sẽ gọi Jason ra đây để chụp một kiểu kỷ niệm. Đó. Ở đây Bích rất là thích tới chỗ này và đợt cái đợt holiday, bởi vì cái trang trí của họ rất là đẹp, họ tạo điều kiện cho mình để có thể chụp ảnh. Ở đây họ cũng bán rất là nhiều những cái ornament này, những cái trang trí trên cây thông. Wow, chưa gì mà đã mua hai được tặng một rồi này. Đây, những cái này thì không ấn tượng cho lắm. Đây, bây giờ Bích sẽ kêu Jason chụp cho Bích một kiểu ảnh ở đây với cả Đâu Trâu. Cái chỗ này rất là đẹp ạ. Wow, đây nhiều trang trí quá mọi người ơi. Này, công nhận nhìn trông đẹp ghê luôn ạ. Đây, tất cả những cái đồ trang trí ở đây đều có, mình có thể mua được, người ta sắp xếp lên trên cây thông như thế để cho đẹp thôi. Quá nhiều đồ luôn. Đồ trang trí mang tính châu Á. Đây, Diet Coke. Mấy cái trang trí ở đây nhìn trông cũng được, cũng ok thôi, không ấn tượng lắm. How about over there? I think we can... Đây mọi người ơi, đây là những cái kiểu ornament mà hai vợ chồng Bích đang tìm đây. Đây, những cái kiểu gia đình như thế này. Last year we have this one. Or maybe this year is... Oh no. Oh yeah. How about this? So last year, năm ngoái là hai vợ chồng biết mua cái này. Last year we have this one. So we have this. This year. Or something different. Oh, maybe the polar bear. This polar bear. Gingerbread house. For two people. Can we think about getting that one or something? Oh. Yeah, but I think this is for gay couple. Oh, yeah, that's right. No, yeah. You thought that, but I don't know. Yeah, because the lady always have eyelashes. Ở bây giờ họ có nhiều những cái ornament. Đây là hình như là cho cặp đôi đồng tính này, bởi vì cả hai đều là nam này. Thường là nữ thì sẽ có lông mày rất là dài. Đây cho cặp đôi đồng tính đây mọi người ơi. Đây. Oh really? Rất là nhiều những cái ornament.
Huh? We have these really cute dog ones. Oh, really? We have a lab or golden retriever. Can I see it? Jason vừa mới tìm thấy những cái hình trang trí hình con chó rất là dễ thương. Bây giờ Bích muốn là qua đó coi xem nào. Ồ, đây này. Có bông thì con thú dễ thương ghê. Oh, here. Oh, that's so cute. I don't know. Đáng tiếc là nó không có hình cái giống nhà Bích nuôi á. Okay. Bây giờ là phải đi tìm một cái ornament. Trời ơi, nhưng mà không thể tập trung được mọi người ạ. Ô, ở đây cũng có rất là nhiều những cái ornament đẹp này. Nhưng mà cái kiểu này thì không không thể ghi lại được. Kiểu như là không thể ghi cái năm với cả ấy được. Đây không phải là kiểu mà hai vợ chồng biết đang tìm, nhưng mà cũng rất là đẹp. Rất là dễ thương luôn ạ. Ok. Ồ, đây. Nhận. Đây mọi người ơi, cái chỗ này người ta trang trí cũng đẹp quá này. Rất là nhiều đồ trang trí nhưng mà lại không đúng theo ý của hai vợ chồng Vic. They have so many ornaments, but like none of them like really what we need. Yeah, no. Do you like there's less? Yeah, or maybe we are too late. We came too late. Or maybe we can buy like something like this, like picture frame. Here, like something like this. Something that, not like sand, I mean. Oh yeah, I mean like you know. Yeah. Hello, boy. Joy. Come on, put your head back, baby. I don't think he liked her head. Anh chàng này là hôm nay rất là nổi tiếng ở đây. Wow, đây. Quá đẹp luôn mọi người ạ. Wow, đây, mấy cây thông Noel là đợt này đã sale rồi này. Tại tới gần Giáng sinh rồi, thế nên là người ta cũng bán nốt á. Oh, mấy cái đây, rất là nhiều những cái đồ trang trí. Nhưng mà đây là đồ, những cái đồ trang trí bằng bông á. Rất là dễ thương, hình như là đây là trong phim đi truy tìm Nemo gì đấy này. Đây, ở đây có những cái cây thông Noel mà người ta đã gắn đèn LED sẵn rồi, thế nên là không phải mình không phải mua đèn riêng nữa, rất là tiện. Đây, người ta đã gắn, người ta đã có những cái đây, những cái đèn LED nó quấn quanh thế này rồi, không giống như cây nhà Bích. Cây nhà Bích thì đèn với cả cây là mua riêng, ở đây thì mua một cái là được cả hai, rất là tiện. 500 đồng cho cây này, 600 đồng cho cây này. Đấy. Okay. Ở đây còn rất là nhiều những cái đồ trang trí trong nhà, nhưng mà là những cái đồ trang trí trong vườn, nhưng mà thời điểm này thì không ai quan tâm cho lắm. Okay. So we go back to the area. Yeah, the ornament area. Maybe. Những cái đồ treo trên cây đẹp, rất là đẹp, nhưng mà lại không phải những thứ, không phải là cái loại mà hai vợ chồng biết đang tìm. Yeah, I saw that. I look at these already. Hành trình ngày hôm nay là hơi bị khó rồi. Để coi nào, ở đâu nữa đây.
không? Wow, chỗ này cái đồ trang trí cây thông chỗ này đẹp ghê luôn. I think we if it's like where we at before. That's where we started. Yeah. Góc này họ có mấy cái chú lính chì này mọi người ơi. Thì công nhận người ta trang trí ở đây đẹp thật đấy. Mình vừa phát hiện là hình như người ta cố tình trang trí này để mình tới chụp ảnh đó. Đẹp quá này. Đó. Đẹp ghê luôn ạ. Ở khu này là có rất là nhiều những cái chú lính chì như thế này. Rất là đẹp. Khả năng là nó khá là mắc. Thì Bích sẽ xem giá như thế nào nha. Nè, 40 đồng cho một chú như thế này. Đúng rồi, những cái con to này thường là sẽ rất là mắc này. Con này còn to nữa. Xem bao nhiêu nha. Wow. Cái này là 160 đồng đó mọi người. 159 đồng chấm chấm là bao nhiêu. Đúng là mắc ghê á. Đây. Hai vợ chồng Bích sẽ đi ra cái khu bên ngoài này xem thế nào nè. Đây, cửa hàng của họ rộng lắm. Ôi thơm lắm mọi người ơi, ra ngoài này thơm lắm luôn á. Bởi vì ở đây là toàn là cây thật đấy. Ôi, mấy cái này thơm ghê luôn á. Này. Này, rất là thơm á. Cái công thật, cái cây thông thật rất là thơm. Đấy, sắp Giáng sinh rồi thế nên là nhiều đồ sale lắm. 50% off này. Bán con nửa giá này. Ồ đây họ đang treo cái cây thông này lên để họ tỉa đó mọi người. Họ tỉa xong rồi họ sẽ bán lẻ mấy cái cành á. Rất là hay. Hai vợ chồng Bích thì không thích cây thông thật cho lắm. Nó thực ra là rất là thơm nhá. Nhưng mà có một cái vấn đề đó là cây thông thật mà mình không tưới nước mà để nó khô á, dễ xảy ra cháy nhà lắm. Nguy hiểm. Này. Thơm quá mọi người ạ. Ra ngoài này cực kỳ luôn ạ. Đúng là cái mùi của Giáng sinh. Ở đây họ có một cái hình trang trí ông già Noel ngồi trên cái xe này. Dễ thương ghê luôn á. Thế này chắc là họ cũng để chụp hình đây mà. Ok, hai vợ chồng Bích lại quay lại cái khu này mọi người ạ. Ôi, anh chàng đâu trông ngồi ngoan không này. Rất là nhiều người muốn đến để đến pet anh chàng nha. Đây, lại quay trở lại khu này mọi người ơi. Đây, những cái ornament kiểu này mới là những cái dạng mà hai vợ chồng Bích muốn tìm này. Bởi vì họ có thể ghi tên mình lên ở trên những cái này. Đó, ai mà tốt nghiệp thì có thể mua cái này này. Đây, ai thích đánh côn thì có thể mua cái này. Ai làm nghề thầy cô giáo thì người tặng người đấy cái đây này. Kindergarten đây, bác nào mà dạy trẻ mẫu giáo thì tặng bác cái đấy, tặng cái này. Rất nhiều, rất nhiều. Đây nữa. Hai cái này dễ thương quá. Đây con của bạn nào mà trong boy scout với cả girl scout này có thể mua cái này này. Đây nữa. Đây scout đây, một cái scout nữa đây. Yeah, I think so. Oh, babe, I'm looking. Okay. Our time is up. Aww. Yes. You're a good boy. Aww. Look at this boy. Hai vợ chồng Bích sẽ mua cái này này. Anh chàng đâu trâu nhà Bích là trở thành người nổi tiếng rồi nha mọi người ơi. Anh ấy được một gia đình là xin chụp ảnh cùng này. Oh my goodness. Đó. Rất là dễ thương, Bích không dám quay mặt của mấy cô bé đó.
Oh, you getting famous nowadays. Okay. Wow, cái hàng hoa ở đây đẹp không mọi người ơi? Quá đẹp luôn. Ra là ngày hôm nay là họ đang có chụp ảnh với cả Santa ở dưới kia. Thế nên là Bích thấy là rất là nhiều em bé với cả gia đình là mặc quần áo đẹp theo phong cách Giáng sinh để tới đây chụp ảnh á. Nhìn trông rất là dễ thương nhưng mà Bích không thể quay được tụi nhỏ. Đây, mọi người đang đứng xếp hàng rất là đông ở dưới kia. Mọi người ơi, Bích đã về nhà rồi đây. Bây giờ là Bích muốn khoe với mọi người những đồ mà Bích đã mua ngày hôm nay. Come up here, come up here. Bà Chloe là bà ấy không được đi, thế nên là bà ấy hơi bị nhõng nhẽo. This not your treat. No, it's not. Đây là hai cái ornament mà hai vợ chồng Bích đã mua. Trời ơi, người ta đóng gói đẹp vô cùng luôn mọi người ạ. Thì hai cái này thì lúc nãy Bích đã quay cho mọi người rồi. Đây, một lọ tương ớt. Còn cái này thì là gì đây? Đây là một cái biển, nó có ghi là trail này, camping này, lake này. Có nghĩa là trail là mấy cái đường mòn trong rừng này, camping là đi cắm trại này, lake thì là hồ. Kiểu như là đây những cái hoạt động mà Jason thích, thế nên là Jason đã mua cái ornament này. Còn đây nữa. Đây là ornament rất là quan trọng. Hey, Jason vừa mới cho mấy đứa cho Brownie ra ngoài á. Thế nên là bây giờ bọn nó đang hơi ầm ĩ mọi người ạ. Đây là cái ornament mà hai vợ chồng Bích đã mua. Thì cái này thì là sẽ có bức ảnh của hai vợ chồng Bích cùng với cả Dojo. Lúc nãy là hai vợ chồng Bích đã chụp một tấm. Thì hay lúc nào thì có lẽ ngày mai thì Bích sẽ đi in ảnh, sau đó gắn vào đây. Đây, ở đây nó ghi là Me and Santa, có nghĩa là tôi và ông già Giáng sinh. Thì bởi vì lúc nãy là Dojo thì mặc đồ của ông già Giáng sinh. Dojo mặc đồ của ông già Santa mà mọi người. Thế nên là hai vợ chồng Bích sẽ gắn cái ảnh Dojo với cả hai vợ chồng Bích vào đây. Đâu nữa nhỉ? Ở đây. Hộp này. Lúc nãy thì ở đây là nó không, người ta không có ghi gì hết đâu. Nhưng mà Bích nhờ người ta ghi á. Thì ở đây ghi là 2022, là 2 năm 2002 này. Còn ở dưới này là wonderful, là tuyệt vời này. Ở đây thì họ ghi cho mình và họ không có trả thêm tiền đó mọi người. Để xem nào. Đâu rồi? Cái đây, cái ornament này nữa. Đây là một cái ornament mà hai vợ chồng Bích sẽ có ảnh của cả gia đình ở đây. Ở đây trên này thì nó ghi là Jason and Bích 2022 này. Đây họ cũng ghi vào cho mình. Cái cô ghi chữ là cô ấy cũng người ta cũng phải chọn đó, chọn người nào chữ đẹp. Chứ có một năm là Bích đi tới một cái tiệm mà cái cô viết chữ khá là, nói chung là viết nguệch ngoạc, rất là khó chịu á. Rất là may là tiệm này họ có người viết rất là đẹp. Còn cái này, đây là Bích mua tặng Billy. Đây là, nó ghi là First House, ngôi nhà đầu tiên năm 2002. Thì đây là Bích mua để kỷ niệm tặng cho Billy. Bởi vì năm nay là Billy đã mua được ngôi nhà đầu tiên. Ok, bây giờ để lại đây. Thì video của ngày hôm nay chắc cũng đã dài. Thế nên là Bích xin phép được kết thúc tại đây. Cảm ơn mọi người rất nhiều khi luôn luôn quan tâm và theo dõi những video của gia đình Bích. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bích xin chúc mọi người luôn nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui. Hẹn gặp lại mọi người. See you next time. Bye.